Đây là cách sơ chế tổ ong bò như thế nào á cho nó sạch, không có bị hôi, ăn nó giòn ngon. Và cách nấu món cà ri tổ ong bò, nó vừa ngon lại vừa béo. Mình có thể ăn kèm với lại bánh mì, nó rất là hợp. Mà hồi đó giờ thì mình nghĩ tổ ong thì chỉ có là của con ong thôi, nhưng mà ai nhà con bò nó cũng có cái tổ ong nữa. Cái tổ ong này á, thì nó nằm trong một phần của cái phần dạ dày bò. Nó sẽ có từng cái lỗ nhỏ nhỏ giống như cái tổ ong vậy đó. Đây, đây là cái miếng lá sách bò nè mấy bạn. Nó sẽ có từng trang giống như cuốn sách vậy đó. Mình thấy á, cũng có nhiều bạn á, là hay nhầm giữa cái tổ ong với cái lá sách á. Cho nên sẵn hôm nay có tổ ong với lá sách, cho nên là Mỹ đưa cho mấy bạn xem luôn, để cho mình phân biệt được cái nào là tổ ong, cái nào là lá sách. Và theo như mấy bạn thấy á, thì cái tổ ong với lá sách thì cái nào ăn nó ngon hơn? Đa số mình lấy ở ngoài chợ về thì người ta đều sơ chế rồi, nhưng mà mình về mình cũng phải sơ chế lại để cho nó sạch với lại cho nó kỹ mấy bạn. Thì mình sẽ rửa muối, gừng với lại trắng, mình chà, mình bóp cho nó kỹ. Và nhớ là phải rửa bên trong nữa nha. Rồi mình sẽ đem rửa lại với nước sạch 2-3 lần nữa để cho nó sạch. Và như vậy thì nó vẫn chưa khử được cái mùi đâu. Mình sẽ đi trụng sơ với nước sôi. Và cái phần nước sôi này thì mình cũng sẽ cho thêm hành tím, gừng, sả, cho thêm chút xíu muối trắng vô. Và mình khoan hãy cho cái tổ ong vô liền nha. Mấy bạn nấu tầm khoảng thêm 3-4 phút nữa cho cái phần tinh dầu của mấy cái sả gừng rồi nó ra cho nó thơm. Và mình hãy cho cái phần tổ ong vô mình trụng. Mà mình thấy á, cái tổ ong với cái lá sách này á, là nó teo nha. Giờ mình mới thấy á, người ta nói có câu á, là bò teo heo nở là đúng rồi đó. Mình mới luộc có một chút xíu thôi, ý là trần thôi chứ chưa phải là luộc nữa, mà nó đã teo vậy rồi mấy bạn. Vậy là mai mốt mà bạn có nấu cái món này á, là mình phải trừ hao nha. Tại vì mình thấy á, là nó sẽ teo lại á. Trộn xong vớt ra thì mình sẽ cho vô trong cái thau nước lạnh để mà mình ngâm, để cho cái tổ ong của mình nó được giòn, nó không có bị dai. Rửa xong rồi thì bây giờ mình sẽ cắt cái tổ ong ra thành những cái miếng vừa ăn để mình đi nấu cà ri. Mà hồi nãy thì mình thấy nó hơi teo nha, cho nên là mình cắt bự xíu để hồi mình nấu nó teo lại là vừa. Cắt cái tổ ong xong thì giờ mình sẽ đi ướp cái phần tổ ong với lại lá sách bò. Mình sẽ cho chút xíu tỏi với hành tím vô cái cối mình xay nhuyễn để mình ướp cái thau bò. Bạn nào mà không có cái cối xay giống Mỹ thì mình có thể giã nhuyễn cũng được. Để cho cái hành với lại tỏi nó nhuyễn về thì mình ướp nó mới thơm. Rồi mình sẽ cho vô đây thêm một chút xíu sả, mình giã cho nó hơi nhuyễn nhuyễn ra vậy nè. Rồi thêm cái dầu cà ri, dầu màu điều, bột cà ri và cho thêm chút xíu lá cà ri. Ướp thêm miếng hạt nêm, chút xíu đường, chút xíu muối. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần gia vị này cho nó thấm vô cái tổ ong với lá sách bò. Khi mà ướp xong thì mấy bạn khoan hãy nấu liền, mình đợi cho nó thấm tầm khoảng 1 tiếng đi. Trong lúc chờ cái thau bò thấm á, thì bây giờ mình sẽ đi gọt khoai lang và mình sẽ chiên sơ cái phần khoai lang này. Thường á, nấu cà ri là mình sẽ chiên sơ cái khoai lang để cho cái khoai lang của mình nó không có bị nhừ, không có bị nát. Khi mà mình nấu cái nồi cà ri nó sẽ không có bị lền. Nấu cà ri là không thể nào thiếu nước cốt dừa, thì mình sẽ dắt thêm một tô nước cốt dừa mấy bạn. Mà cái dừa này á, nó chưa có khô, nó mới là dừa rám thôi cho nên là không có được béo. Nếu mà mấy bạn có được cái dừa khô á, thì mình dắt nước cốt nó sẽ rất là béo, nó ngon hơn. Cái thau bò nãy giờ là thấm rồi đó, giờ mình sẽ phi tỏi với hành tím cho nó thơm rồi mình cho cái thau bò vô nha. Mình sẽ bật lửa lớn, mình xào cho cái phần bò này nó săn lên và nó thơm lên. Rồi sau đó mình mới cho cái phần nước vô nha. Bạn nào mà mình có nước dừa thì mình sẽ cho nước dừa thì cái nồi cà ri nó sẽ ngon hơn. Còn không có nước dừa thì cũng được, mấy bạn dùng nước lọc. Mình sẽ chế cho nó hơi xăm xắp vậy nè, rồi mình sẽ đậy nắp lại mình nấu. Cái phần tổ ong bò này á, ở ngoài chợ là người ta đã hấp rồi mấy bạn, cho nên về là mình chỉ nấu cho nó sôi thôi, mình đừng nấu lâu quá nó sẽ bị dai. Rồi khi nó sôi á, thì mình sẽ cho cái phần khoai lang vô luôn và mình sẽ nấu tới khi cái nồi này á, nó sôi lên là được rồi. Và cái khoai lang á, là mình cũng đã có xào sơ rồi cho nên nó rất mau chín. Rồi khi nó sôi á, thì mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa thì mình sẽ cho lúc sau, mình không có cho vô ngay từ đầu. Tại vì nấu lâu quá thì cái phần cốt dừa nó sẽ bị tách dầu, nó làm cho cái nồi cà ri của mình nó bị gắt dầu, không có ngon. Rồi khi mà chín rồi thì mình sẽ cho cái phần sữa đặc vô sau cùng. Ở chỗ Mỹ á, nấu cà ri thì rất là thích ngọt và béo, cho nên là mình sẽ cho nước cốt dừa với sữa đặc. Còn nếu như mấy bạn không có thích ăn sữa đặc á, thì mình có thể không cho hoặc là gia giảm lại tùy cái khẩu vị nhà nha. Khi mà cái nồi cà ri chín rồi thì mình sẽ cho thêm vài cái miếng củ hành tây á, mình sắc muối cao mỏng rồi rắc thêm một chút xíu ngò rí lên trên để mình trang trí cho nó đẹp. Vậy là mình nấu xong cái món cà ri tổ ong bò rồi nè. Cái món cà ri tổ ong bò này á, thì mình có thể ăn kèm với lại bánh mì.
Còn không thôi thì mấy bạn có thể ăn với bún nó cũng rất là ngon. Nhưng mà cái món này là mình phải ăn nóng nó mới ngon nha, chứ mà ăn nguội quá thì nó sẽ không có ngon đâu. Để cho đẹp thì mình sẽ trang trí thêm vài cái cọng ngò rí lên cái tô cà ri. Rồi bây giờ xong rồi đó, Mỹ mời mấy bạn ăn cà ri tổ ong bò chung với Mỹ ngang.